Anh Nguyễn chào các bác nhá. Bây giờ anh Nguyễn là mời các bác nghe chất âm của một cú đẩy 4 kênh đến hãng Show Top. Có một đen là BA1204, 1000W một kênh, do Mỹ sản xuất, với một chiếc vang cơ bình thường và 4 quả loa full bass 30 từ 19 họng 76 Jack Senton, và đây là dòng bãi Mỹ, sẽ hay như thế nào? Bác cùng em trải nghiệm nhá. Kết hợp đúng đồ Mỹ của nó thì tuyệt vời luôn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hay Nguyễn Hải Dương, là một kênh chuyên cung cấp và phân phối các thiết bị âm thanh. Trong buổi sáng ngày nay, đó là buổi sáng thứ năm, ngày 25 tháng 7 năm 2019, Hay Nguyễn rất mừng được test hai cục đẩy đến từ hãng Show Top và có model là BA1204. Thì đây là một cục đẩy chính hãng do Mỹ sản xuất, được công ty AV Việt Nam kết hợp với công ty điện tử Hay Nguyễn phân phối các thiết bị chính hãng. Cục đẩy này anh Nguyễn test cho hai bác. Thứ nhất là bác Vũ Văn Trung ở Quảng Linh. Bác Vũ Văn Trung ở Quảng Linh, bác lấy một cục đẩy Show Top. Và bác thứ hai đó là bác Lê Tân Hớn ở An Giang, bác lấy một cục đẩy Show Top. Thì cục đẩy Show Top này, tất cả các thông tin nó đều có trên Google Maps. Các bác chỉ cần vào Google gõ là cục đẩy Show Top BA1204 thì toàn bộ nội thất, thông tin kỹ thuật, hãng sản xuất đều được hiển thị lên màn hình. Cục đẩy này do trực tiếp Hay Nguyễn phân phối. Nó sở hữu 4 kênh và mỗi kênh của nó cho ra là 1000W đủ và chuẩn. Tức là nó có thể chơi tốt được 4 quả loa full bass 40 từ 220 họng 100, hoặc là có thể là chơi ghép được đôi loa CF, mỗi kênh một đôi, kênh thứ hai ghép một đôi, kênh thứ ba quả súp, tức là bác có thể cõng được cả 4 quả loa kia với quả súp khi ghép như ở left right, center và sub. Thì cục đẩy này anh Nguyễn đã cung cấp rất nhiều trên thị trường rồi, có nhiều bác đánh giá là cực hay. Tức là cục đẩy này nó giá của nó là 10.500.000 bao ship, và em đã xin phép công ty cho phép bán cái giá hợp lý cho các bác là những người đam mê về những dòng cục đẩy chính hãng. Dòng đẩy này nó cho một âm, chất âm rất là sạch sẽ, đánh to không bị lát, đánh bé không vỡ, đánh nhỏ thì ngon. Cho những đôi tai vàng để thưởng thức những cục đẩy này. Đấy, tiếng nó sạch sẽ, trong sáng, uy lực 84 đèn cả bù áp, chạy sổ Mỹ là JBL kép. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác cách kết nối cục đẩy 4 kênh để làm sao cho nó chuẩn xác, nó không bị sai. Thì ví dụ đây là một cái vang. Cái vang. Thì bây giờ bác muốn đánh cả 4 loa 1 2 3 4 cùng chung hai đường tín hiệu đo left right, thì làm thế nào để ra là cả 4 cửa, mà khi các bác chỉnh từng chiếc áp một nó có tác dụng. Ví dụ nhé, kênh 4 này, kênh 3 này, kênh 2 này và kênh 1 này. Đấy, thì em sẽ hướng dẫn các bác cắm như sau. Tức là cái kiểu này là kiểu đánh 4 quả loa cùng chung hai đường tín hiệu, đó là L và G. Đây các bác nhìn vào đây, em đang kết nối một con vang B3 đấy, với một cục đẩy 4 kênh và
$2 CF bãi xịn của Mỹ. Cách kết nối như sau. Các bác nhìn về cho em nhé. Nếu các bác chơi mà ghép kiểu mà left right, các bác cắm em này. Như kênh đây. Left right âm thanh đầy đủ. Left right. Thì bác sẽ dùng cho em hai rắc cà lông. Một này. Cắm vào đây. Thì cắm bác nghe cạch cái nhá. Một này. Và dây thứ hai. Và cắm vào left right, tức là đường ra left right. Sau đó bác sẽ chọn hai kênh liền kề. Ví dụ chọn kênh 1, kênh 2 nhá. Hai kênh liền kề. Hoặc là 3, 4 cũng được. Hai kênh liền kề. Thì em cắm từ vị trí left right này vào đây. Left right. Xuống củ đáy. Bác cắm vào hai thì nó sẽ ra kênh 2. Kênh 2 kênh dưới này. Hai đây. Ra hai. Cắm vào một nó sẽ ra 1. Một chân này. Thì đây là rắc lưu trích. Rắc lưu trích đây. Thì ứng với cái cọc này. Đây là âm, đây là dương loa. Thì lưu trích bác nhá, trong lưu trích này bác phải nhớ đúng nguyên tắc cho em là 1 cộng và trừ 1. Đừng đâu sai nhá. Đâu sai khi bác cắm cả 4 loa vào sẽ mất tiếng đấy. Đây là left right. Đánh cùng dòng loa, cùng tín hiệu. Đó là left right. Thì bác không gạt cho em. Cái này bác gạt em sẵn này, cái này city ở giữa này. Đấy, kênh 1 kênh 2 city ở giữa này. Kênh 1 kênh 2 một nhóm nhá. Và bác chú ý này, với những cụ đẩy ấy, điện áp càng nhỏ thì công suất càng lớn càng sáng. Đấy, nó có là 0.75 này, 1.0, 1.4 thì em gạt bác sẵn rồi, về chỉ việc cắm thôi. Bác câu lên như em này. Một này. Lấy dây không gạt nữa nhá. Nếu đánh như này bác câu lên như em này. Cho đỡ mệt. Câu linh đây. Đấy. Em tặng các bác cặp dây này về câu linh cho dễ. Ví dụ kênh 2 bác cắm vào chẵn 2 và 4. 2 và 4 này. 1 và 3. 1 và 3. Để như thế nó đúng chẵn với chẵn, lẻ mới lẻ. Đây. Mình nhìn chưa? Còn nếu bác thích mà có cục đẩy nữa thì bác có thể câu này từ vị trí này xuống một cục đẩy nữa vẫn ok. Thế như này thì khi bác nối xong ấy là nó sẽ cho cấp tín hiệu, tức là cùng tín hiệu left right đều 4 kênh. Và đặc biệt chú ý dây loa em là bác phải đấu với em đúng 1 cộng và trừ 1 nhá. Mới câu khi làm xong bác cướp nhạc vào cho em còn vàng, cướp nhạc vào và kiểm tra từng kênh đẩy một là phải có tiếng. Ví dụ kênh 1 nhá, là kênh 1 đây, kênh 2, kênh 3, kênh 4. Đấy. Vặn cả lên này có hết. Đấy. Chú ý. Nếu như bác mà vặn 1 có tiếng, vặn 2 mất tiếng, vặn 3 mất tiếng, vặn 4 có tiếng thì bác phải xem lại đấu dây loa là đấu sai dây loa nhá. Nếu trường hợp mà loa công suất lớn thì bác để to lẻ lên, còn loa công suất nhỏ hơn bác sẽ giảm em này xuống. Và mình sẽ tăng lên, sẽ tăng cùng, không mà cháy được. Đấy. Đây là đánh kiểu là đồng bộ cùng tín hiệu left right trái phải. Thế bây giờ nhà mình có một loa, đôi loa center 25, mình muốn ghép 4 kênh. Giả sử nhà mình có một đôi loa như này. Đấy. Mình muốn ghép với một đôi loa 25 nhỏ như vậy. Nhỏ như này. Thì làm nào? Với quả súp nữa như này làm nào? Thì em sẽ hướng dẫn các bác cắm như sau nhá. Đây. Bác sẽ lấy phải có 4 giây. 4 giây. Với đẩy là 4 kênh là có giá trị như nhau nhé. Có giá trị như nhau về khuếch đại tín hiệu và về chất âm là giống nhau. Thì bác sẽ lấy em ví dụ left right. Đây. Left right. Left right này. Là cắm kênh 1, kênh 2 là mình sẽ đánh lôi loa to. Thế là center mình sẽ đánh. Mình sẽ đánh bằng center. Để cắm center đây. Thì mình sẽ lấy một cái bất kỳ để làm center. Ví dụ mình kênh 3. Kênh 3 center thì nó sẽ ra kênh 3 này. Thì bác sẽ đánh hai loa một kênh. Hai loa một kênh. Thì bằng cách đấu đít từ loa này sang loa kia và đấu về đẩy là đổi đỏ đen với đen. Đây, kênh 3. Còn muốn súp nữa thì bác đây. Các bác súp đây. Súp. Thì kênh 4 thì bác cắm với quả súp. Bác nhá. Là như này thì em thử này. Cái này em thử nó khác nhau đấy. Đây tín hiệu đây. Ví dụ này.
Đây lép dài đây. Hôm nay là thứ năm ngày 25 tháng 7 năm 2019. Anh Nguyễn được đón tiếp em Trịnh bên Thái Bình đang kiểm tra con JBL 825 Mỹ Loài. Thấy chưa? Con nguyên bẩn kìa đúng không? Đấy nguyên bẩn đấy. Ủa con này nó cho bông thủy tinh vào trong rồi mẹ ngứa lắm ấy. Theo rơi không? Khởi ra mũi khoan nhá. Bỏ ra ngoài siết đi. Đừng siết rơi vào bục ấy. Cái mũi khoan này nó cần rơi bung phát là bục ngay, bục mà màng nó mỏng á. Cái nào có bỏ tay ra thì ông có bỏ ở trong ngoài, nó rơi là bục luôn. Cái mũi khoan chắc á. Rơi ra nắp đấy. Công chưa quen lại là cặp kính lắm. Ô em thật đấy. Ai cũng như ông, như ai nào giám đốc nhỉ? Cái này là mình vô sơ suất cái là nó bục ra thì nó mất điểm. Thằng này ra xử lý ra mệt lắm. Không cái lõn thôi, còn cái màng cái hỏng thì bỏ ấy anh. Cái lõn thì không có là gì nhưng cái màng ấy, chú cái màng ấy, cái lõn thì nó không bị gì. Mất điểm. Mẹ cái thằng JVN làm quá. Cái bảng Mỹ làm lại không được. Vỡ ngay. Nó giấy nhỉ, làm lại không vào được. Mà... làm lại vỡ ngay tức. Giấy mà nó làm đấy. Ô ô phải vắng, đừng kiêng, cần. Cái check này nhòm qua đây không cần. Cái check này mình nhòm qua đây là thế này. Cái check là củ sắt đấy mà. Đấy. Củ check nó chắc phải 17. Vâng 17, ít củ check. Thôi quá khổ. Cái bông đẹp nhỉ. Bông còn vắng ươm lên mà. Không này vào người ngứa lắm này. Cái này là nó kiểu thủy tinh đấy. Bông thủy tinh mà, con này là bông thủy tinh. Vắng ươm ấy. À, cả những cái này vẫn còn nguyên này. Đẹp chưa? Chắc này. Thích thì tháo cho bác xem. Thích thì tháo. Đấy. Hít cái này vào ông Thư. Ông đi sợi thủy tinh nó vào phổi rồi mất đi. Ngừa lắm. Bên Mỹ nó có cách, nó cái từ này nó thì nó từ đặc trưng nó rồi, không sai. Rồi. Cái từ nó từ. Từ đặc trưng nó. Cái từ trường nó rất tốt. Lại nó còn phải hỏng chỉ 76 đó. Mà có to đâu. Nhưng mà nó chất lượng này, chất lượng cái củ này. Củ từ mới ở mới dây. Thế nên là âm nó ra mới hay. Ra cái thùng này chất tính. Liệu của nó tốt. Nó tính ở cái thùng này. Đúng rồi. Tính ở cái thùng đó. Nó thiết kế nó là. Nó đồ kiểu hệ thống máy móc đồ ấy. Người Mỹ nó